Trong lịch sử, Hung Nô là tên gọi chung chỉ các bộ lạc du mục ở Trung Á thời kỳ cổ đại. Địa bàn sống chủ yếu của họ tại các khu vực miền Nam Siberia, miền Tây Mãn Châu và các tỉnh, các khu tự trị ngày nay của Trung Quốc là Nội Mông, Cam Túc và Tân Cương. Nguồn gốc dân tộc này cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn, do phần lớn những gì chúng ta biết được về người Hung Nô chủ yếu là dựa vào các tài liệu lịch sử bằng tiếng Hán. Sử ký của Tư Mã Thiên thì cho rằng người Hung Nô là hậu duệ của con trai vua Kiệt, vị vua cuối cùng của nhà Hạ, triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, do những khác biệt và xung đột nội bộ nên họ đã di tản lên cư trú ở những vùng thảo nguyên phía Bắc. Suốt thời Xuân Thu Chiến Quốc, Hung Nô vẫn là những bộ lạc liên kết lỏng lẻo với nhau dưới sự cai trị của các tộc trưởng với tên gọi là Thiền Vu. Sau khi thống nhất Trung Nguyên, Tân Thủy Hoàng đã gấp rút xây dựng Vạn Lý Trường Thành, đồng thời cử các tướng lĩnh Bắc phạt đẩy lui các bộ lạc Hung Nô đến tận các vùng xa xôi sát với biên giới nước Nga hiện nay. Người Hung Nô không hề gây hấn và tạo ra bất kỳ một mối đe dọa nào với phương Nam trong những giai đoạn này. Nhưng điều này đã thực sự thay đổi từ khi các bộ lạc Hung Nô ở phương Bắc được thu về một mối dưới sự lãnh đạo của Mạc Đốn, vị thiền vu vĩ đại nhất trong lịch sử. Dưới thời của Mạc Đốn, một trong những vị thiền vu nổi tiếng nhất, đế chế này từng nhiều lần chiến thắng quân Hán, buộc triều đình Trung Hoa phải chịu thần phục và cống nạp suốt một thời gian dài. Cho đến năm 203 trước công nguyên, Mạc Đốn đã chinh phạt hoặc thu phục toàn bộ các bộ lạc du mục ở phương Bắc dưới quyền lãnh đạo của Hung Nô, mở rộng lãnh thổ của mình đến một mức độ lớn chưa từng có từ trước đến nay. Người Hung Nô sau hơn 1.000 năm lang bạt giờ đã hình thành một đế chế hùng mạnh, trở thành đối thủ, thậm chí còn có lúc lấn lướt, uy hiếp, buộc các triều đại Trung Hoa phải cống nạp một thời gian dài. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi sau khi Mạc Đốn qua đời. Hung Nô rơi vào loạn lạc và tranh chấp bởi các đời thiền vu sau này. Trong khi đó, nhà Hán sau một thời gian dài ổn định đã trở nên phát triển lớn mạnh về các mặt chính trị, kinh tế và quân đội, đặc biệt sau khi Hán Vũ Đế lên ngôi vào năm 140 trước công nguyên. Là một hoàng đế đầy tham vọng, Hán Vũ Đế ngay từ khi mới lên ngôi đã nuôi mộng bành trướng lãnh thổ, đặc biệt là vùng lãnh thổ phương Bắc. Ông nhanh chóng phế bỏ chính sách hòa bình với Hung Nô, đồng thời chuẩn bị kỹ binh lực và lương thảo cho việc Bắc tiến. Suốt một thời gian, từ năm 133 đến tận năm 119 trước công nguyên, nhà Hán đã liên tục tổ chức các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Hung Nô. Quân đội Hán, với số lượng đông đảo và thiện chiến hơn, đã giành được nhiều thắng lợi lớn. Các danh tướng như Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đã liên tục lập đại công, tiêu diệt hàng vạn quân Hung Nô, thu được nhiều vùng đất về tay của nhà Hán. Trước những cuộc tấn công liên tiếp của người Hán, sức mạnh của đế chế Hung Nô ngày một suy yếu. Cho đến thời điểm năm 119 trước công nguyên, Hung Nô gần như mất hoàn toàn vùng lãnh thổ phía nam sa mạc Gobi và không còn là mối đe dọa đối với các triều đại ở vùng Trung Nguyên. Nhưng dù vượt trội về các mặt kinh tế, quân đội, cũng như không ngừng nuôi mộng bành trướng lãnh thổ, Hán Vũ Đế chưa thể biến toàn bộ lãnh thổ Hung Nô thành một phần lãnh thổ của mình. Vì sao người Hán không thể đồng hóa người Hung Nô? Lý giải cho việc này, một số sử gia đã đưa ra một số nhận định và phân tích như sau. Đầu tiên, Hung Nô là một đế chế được tạo thành bởi nhiều người du mục khác nhau. Hán Vũ Đế dù đã nhiều lần đánh bại quân của các thiền vu Hung Nô, tiêu diệt nhiều chiến binh và cướp về nhiều dân thường, của cải. Song số lượng những người du mục vẫn còn rất nhiều, người này đi thì người khác tới. Họ vẫn có khả năng tập hợp thành các bộ lạc mới và dần dần phát triển mạnh mẽ hơn. Các cuộc tấn công quân sự của Hán Vũ Đế về cơ bản đã làm suy yếu đế chế Hung Nô, giúp các bộ tộc du mục khác từng bị Hung Nô xâm chiếm và nô dịch có cơ hội ly khai và gây chia rẽ giới cầm quyền của đế chế này. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của Hung Nô đối với triều đại nhà Hán và cũng không thể loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa của người du mục phía Bắc đối với xã hội nông nghiệp tại vùng Trung Nguyên. Một số ý kiến thì cho rằng người Hán có thể di cư đến nơi ở của người Hung Nô với số lượng lớn và đồng hóa các bộ lạc thiểu số ở nơi này. Điều này cũng không hoàn toàn khả thi do địa hình phía Bắc phần lớn là thảo nguyên và hoang mạc, gần như không có điều kiện thích hợp cho việc định cư, canh tác và trồng trọt. Vì thế, dù có di cư lên phía Bắc, người Hán nhiều khả năng sẽ bị đồng hóa ngược và trở thành dân du mục. Cho đến tận bây giờ, những con đường nối lên phía Bắc vẫn là những con đường mang tiếng lịch sử và rất khó xây dựng của Trung Quốc hiện đại. Do đó, xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình,
các triều đại Trung Hoa không thể xóa bỏ tận gốc tầm ảnh hưởng của các đế chế láng giềng từ phương Bắc. Thế giới nông nghiệp không thể lấn át hoàn toàn thế giới du mục. Dù vậy, những nỗ lực của người Hán đã khiến đế chế Hung Nô dần phân hóa và chính thức bị chia cắt làm ba phần. Một số ở lại nơi cũ và hòa hợp với các dân tộc thiểu số khác ở phía Bắc. Số khác đi về phía Nam để thần phục người Hán. Và hướng cuối cùng thì bắt đầu một hành trình dài đi về phía Tây. Phần lãnh thổ Hung Nô ở phía Nam bị nhà Hán coi như một khu vực tự trị. Các thiền vu tại đây trở thành chư hầu của vua Hán và phải chịu cống nạp thường xuyên. Dù một vài trong số họ vẫn khởi binh chống lại sự chèn ép của nhà Hán, trong đó tiêu biểu là cuộc nội dậy của thiền vu An Quốc vào năm 94. Thời Tam Quốc, năm 216, Tào Tháo phân chia lại toàn bộ lãnh thổ Nam Hung Nô thành 5 bộ: Tả, Hữu, Bắc, Trung và Nam. Mỗi bộ được phép cử một người thuộc giới quý tộc Hung Nô làm lãnh đạo, nhưng phải đặt dưới sự giám sát của một viên quan người Hán. Điều này nhằm ngăn ngừa mầm mống nổi loạn từ những người Hung Nô lưu vong, cũng như cho phép Tào Tháo tùy ý sử dụng người Hung Nô làm các lực lượng bổ trợ cho đội kỵ binh của mình. Những biến động này đã gián tiếp đẩy nhanh quá trình Hán hóa của người Hung Nô ở phía Nam. Hầu hết các tầng lớp quý tộc Hung Nô tại đây đã đổi sang họ Lưu là họ của nhà vua, đồng thời mặc trang phục và học theo lối sống của người Hán để giữ gìn uy tín và thanh thế của mình. Nhiều quý tộc Nam Hung Nô còn tự nhận mình có quan hệ và họ hàng với hoàng tộc nhà Hán. Những người Hung Nô còn định cư ở vùng thảo nguyên phía Bắc được gọi chung là Bắc Hung Nô. Dù vẫn ngoài sự kiểm soát của các triều đại Trung Hoa, song trước những cuộc tấn công liên tục của nhà Hán và Nam Hung Nô, trong thời gian từ năm 89 đến năm 91, người Bắc Hung Nô chống không nổi, buộc phải thực hiện các cuộc di cư với quy mô lớn về phía Tây. Và đó là cuộc di cư vĩ đại của người Hung Nô. Cuộc di cư vĩ đại của người Hung Nô bắt đầu từ thảo nguyên Mông Cổ, đi qua Tân Cương, sau đó đến Trung Á, băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn phía nam nước Nga, cuối cùng dừng chân ở lưu vực sông Danube tại Đông Âu với quãng đường di chuyển hơn 10.000 km và quãng thời gian kéo dài gần 300 năm, tức là 1/4 vòng trái đất. Toàn bộ quá trình di chuyển về phía Tây của người Hung Nô diễn ra chậm và từ từ, được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên từ năm 91 đến năm 160, chủ yếu đến từ các khu vực thuộc Tân Cương ngày nay. Giai đoạn thứ hai tiếp tục đến năm 373, tới các khu vực từ biển Aran đến các lưu vực của sông Volga và thuộc phía đông của nước Nga bây giờ. Giai đoạn thứ ba tiếp đến năm 468, tới khu vực Đông Âu, với khu vực định cư chủ yếu ở lãnh thổ Hungary ngày nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng giai đoạn của người Hung Nô. Cuộc di cư đầu tiên của người Bắc Hung Nô về phía Tây được đánh dấu bằng việc xâm chiếm Vương quốc Ô Tôn, một trong 36 quốc gia cổ ở vùng Tây vực ngày nay, thuộc các vùng lãnh thổ Tân Cương, phía đông các nước Kazakhstan và Kyrgyzstan, và định cư ở đây trong vòng 70 năm. Trong thời gian này, Bắc Hung Nô đã hai lần phái sứ thần đến Đông Hán đề nghị giảng hòa và đều bị khước từ. Khoảng năm 160 sau Công nguyên, Bắc Hung Nô bị người Tiên Ti tấn công và chiếm được lại phần lớn các lãnh thổ trước đây của Vương quốc Ô Tôn. Người Hung Nô lại tiếp tục di cư đến các vùng lãnh thổ xa xôi hơn tại khu vực Trung Á. Và đó chính là giai đoạn 2, từ năm 160 đến năm 373. Trong giai đoạn này, người Hung Nô dù đã biến mất lâu khỏi chính sử Trung Quốc, nhưng đã có lần xuất hiện ở các tư liệu lịch sử châu Âu với tên gọi là Huns, với những ghi nhận về các cuộc xâm lược của họ tại khu vực Trung Á và Đông Âu. Trong quãng thời gian 100 năm, người Hung Nô cũng đã nhiều lần gây chiến với các triều đại của Ba Tư, Lưỡng Hà, thậm chí với cả các vương quốc Bắc Ấn Độ trong một thời gian dài, nên được chính sử Ấn Độ đặt cho cái tên là Hunna hoặc Sitahunna. Và cuối cùng là giai đoạn thứ 3, từ năm 374 đến năm 468. Từ năm 374, người Hung Nô tiếp tục tiến sâu về phía Tây và xâm chiếm Đông Goth, một trong hai vương quốc của các bộ lạc Germanic cổ tại lưu vực sông Danube, bên cạnh Tây Goth, tại các vùng Rumani và Hungary ngày nay. Đó chính là khoảng thời gian châu Âu rúng động trước vó ngựa của những người du mục từ phương Đông. Sau khi Đông Goth bị diệt vong, người Tây Goth chẳng khác gì chim sợ cành cong, kéo nhau chạy trốn. Họ cử đại diện xin thần phục đế quốc Tây La Mã và được hoàng đế Tây La Mã chấp nhận. Từ đó, người Tây Goth lũ lượt kéo về lãnh thổ của La Mã và nhường lại cho Hung Nô vùng lưu vực sông Danube. Người Hung Nô sau khi chiếm được lưu vực sông Danube tiếp tục ồ ạt đánh xuống phía nam, xâm lược Đông La Mã tới tận chân thành Constantinople. Trong hoàn cảnh nguy ngập, vua Đông La Mã phải chấp nhận quy phục Hung Nô
và hàng năm tiến cống 2.100 lượng vàng, đồng thời cắt nhượng cho họ phần lớn bán đảo Ban Căng. Năm 444, đế quốc Hung Nô ở châu Âu chính thức thành lập tại lưu vực sông Danube với thủ lĩnh là thiền vũ Attila, người được các sử gia phương Tây đặt cho biệt danh là ngọn roi của Chúa. Biên giới Hung Nô nằm vắt ngang hai châu lục là châu Âu và châu Á, phía đông từ biển Ba Tư tới phía tây là sông Rin, phía nam kéo dài đến bán đảo Ban Căng và phía bắc giáp biển Baltic. Các hoàng đế Đông và Tây La Mã và tù trưởng nhiều quốc gia nhỏ tại châu Âu đều phải quy phục và nộp cống phẩm hàng năm cho đế quốc Hung Nô. Vó ngựa của Hung Nô tiếp tục hoành hành ở châu Âu đến tận hai thập kỷ nữa, cho đến tận khi thiền vua Attila qua đời.